trời nắng, thò đi tăm năng. Vươn vai, thỏ ngưng đôi tay. Wow, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Thỏ ăn gì để mình đi tìm nhỉ? Em thỏ. Trời ơi, lại cần phải thỏ ăn chuối. Thỏ tất nhiên là ăn cà rốt rồi đúng không các bạn? Thỏ ăn củ cà rốt á. Cũng đúng. Này tớ bảo này, hay là nói đến thỏ thì hôm nay tớ với cả bạn đi chơi thử thách đi. Đi tìm thỏ với cà rốt đi trong nhà sách này này. Được. Thế thì tớ sẽ đi tìm thỏ, còn bạn sẽ đi tìm cà rốt. Ăn cà rốt cho thỏ nhá. Thế bây giờ mình đi tìm nhá. Đi. Đi này. Ý, cà rốt của tớ tập trung hết ở đây rồi này. Các bạn, cà rốt thật là đáng yêu đúng không các bạn? Thôi, thế chẳng lẽ nhà sách này chỉ có độc chỗ này là cà rốt thôi à? Có nhiều chỗ mà. Nhưng mà các bạn ơi, cà rốt thì có nhiều mẫu lắm. Nhìn này, Hằng ơi, nhìn thấy chưa? Cà rốt khổng lồ. Này, bạn thỏ của bạn có đủ to để ăn củ cà rốt này không? Ủa, thế thì tớ sẽ tìm một đàn thỏ bé cũng được. Thế thì gặm đến 1 năm à? Ngậm nhấm. Ôi, thỏ là răng hơi bị dài luôn, ăn hơi bị nhanh luôn á. Ôi trời ơi, tớ chỉ sợ một đàn thỏ mà gặm củ cà rốt này, tớ sợ khi cà rốt thối rồi đàn thỏ vẫn chưa ăn xong nữa các bạn ơi. Nhưng mà công nhận là củ cà rốt này to thật. Tớ cũng phải đi tìm một bạn thỏ nào thật là to để tương xứng với củ cà rốt này nhé các bạn. Đúng, thế sao trả tớ đây, để tớ còn đi tìm cà rốt. Trời, nhiều cà rốt quá. Các bạn ơi, tớ sẽ tìm gấu bông thỏ nhá. Gấu bông thỏ thật là to. Nhưng mà, ủa, quanh đây toàn có gấu bông bé thôi. Nhìn nè, đây cũng có 2 bạn thỏ. Thỏ này bé nhở, nhưng mà trên tay cũng cầm củ cà rốt nè. Bạn thỏ này còn trên tay cầm củ cà rốt luôn thì tớ lấy kiểu gì? Tớ lấy cả thỏ và cà rốt luôn à? Thế chẳng lẽ tớ cũng lấy thỏ xong rồi lấy luôn củ cà rốt? Thế ở đây có 2 màu hay là mỗi đứa lấy 1 màu đi? Được luôn, tớ lấy thỏ nhá. Thế là lấy cà rốt. Đây các bạn ơi, tớ chỉ cầm mỗi cà rốt chứ tớ không hề cầm thỏ nha các bạn. Cần tớ cầm thỏ thôi, tớ không củ cà rốt đâu. Buồn cười đấy. Các bạn ơi, bạn Hà tìm được một củ cà rốt rõ là to khổng lồ luôn. Nhưng mà tớ chưa tìm được bạn thỏ nào mà tương xứng với cái củ cà rốt đấy hết. Tớ nghĩ là tớ sẽ tìm thật là nhiều, một đàn thỏ luôn, để ăn hết củ cà rốt đấy nha các bạn nhá. Ba lô có ba lô thỏ nhỉ? Nhìn nè, ở gần tớ luôn mà giờ tớ mới thấy. Đây là một ba lô thỏ luôn nè. 2 cái tai dài ở trên này rồi. Wow. Ủa, nhìn nè, vừa thỏ vừa cà rốt luôn. Rabbit. Thôi, tớ lấy đi nha các bạn nhé. Vừa có thỏ vừa có củ cà rốt, quá tốt luôn mà. Wow, nhìn nè các bạn ơi, một bạn thỏ xanh, 2 cái tai á, giơ ngược lên rất là dài luôn. Đây á, chúng ta có thể đựng bút này. Ê này, tớ cho bạn cái này luôn, tha hồ bạn đựng sách nữa, khỏi bút luôn. Thank you nha. Ê, cái túi tinh đúng không? Này á, nãy tớ cũng lấy được một cái ba lô mà vừa có thỏ vừa có cà rốt luôn. Quá tiện nhờ. Thế nhưng mà bạn sẽ chọn cái ba lô đấy hay là lấy cái túi này? Tớ lấy cả 2. Thế thì bạn chọn từ đấy thì bạn có để cho tớ cái nào đâu mà bây giờ bạn khoe. Thì tí nữa tớ tìm cho bạn. Nhìn này, đây là một chiếc đồng hồ nữa. Đồng hồ thỏ nè. Thỏ có tai dài là mình biết đấy là đồng hồ thỏ. Tớ cứ để đây đã nhá, xong tí nữa tớ lấy sau. Nhiều quá tớ không cầm được hết các bạn ạ. Đây cà rốt của tớ đâu nhỉ? Cà rốt á? Này, tớ bảo đây có phải cà rốt không đây nè? Nè, một chiếc lược nè. Màu cam này nè. Ở trên này là lá. Đúng rồi. Cái gạch này là giống cà rốt này. Chính xác, đây là một chiếc lược cà rốt các bạn ơi. Xinh không? Trải đầu xinh hẳn. Tớ lấy cái lược này nè. Cái gì nữa? Chỗ này là bờm. Này. Wow, các bạn ơi nhìn này, Hằng nè. Ở đây là một củ cà rốt nha. Mà cái bóc chìa khóa này lạ lắm nè. Ở bên trong là món ăn gì á? Đúng rồi, chắc là có thể là món súp gì đấy rất là nóng luôn. Súp cà rốt. Trời ơi, thế thì tớ sẽ lấy thỏ để ăn cà rốt. Vừa có thỏ vừa có cà rốt luôn. Tớ để ý rằng cú gốc thỏ là rất hay có hình cà rốt đi bên cạnh ấy. Tại vì sao? Vì tại vì gắn liền với cà rốt luôn. Thấy đây lúc nào đi cạnh nhau Còn cái gì của thỏ cũng không nhỉ? Bỏ sót thế, đúng rồi, một chiếc hộp bút hình của cà rốt. Hình của cà rốt. Hộp bút này nhìn thế này nhưng mà đựng ăn được rất là nhiều bút luôn đấy. Tớ nghĩ chắc là 3-4 cái chặt rồi á. Ê, cho vào đây đi. Ê, được. Hợp lý không? Ê, đúng rồi. Cái hộp bút này sinh ra là ở trong cái lò này đấy. Lò ở một bên. Bao giờ nói thì ăn luôn. Tớ là món ăn của bạn ý. Nhìn anh ngồi xuống xem có gì nữa không. À, đây đây. Tay nghe bạn thỏ nè. Phải thỏ không ta? Ui, có hẳn củ cà rốt ở đây luôn. À, đúng rồi. Đúng rồi, cứ cà rốt ở đấy là mình nghĩ hoặc là chắc chắn là phải thỏ. Đúng rồi, là thỏ luôn á. Còn cái gì? Ê, đây là thỏ nữa nè. Đây nè. Ôi, bạn cầm một tớ là mở ra cái gì đó. Nào, tớ xem đây giống như là một cái gương ấy, phải không ta? Đúng rồi, một chiếc gương trang điểm, ở dưới còn có thể để được đồ nữa luôn. Ví dụ là nhẫn này, kẹp tóc này, dây buộc tóc chẳng hạn, chúng ta sẽ để ở đây. Các bạn lấy không? Ôi, có chứ. Ở đây gương đây nữa này, một chiếc gương thỏ nữa này. Thôi lấy cái gương này đẹp hơn, tiện hơn. Mình chỉ lấy một cái thôi. Còn cái gì nữa nhỉ? Đây không phải, từ cái tưởng thấy là cả hai cái tay thỏ hóa ra đây là chỉ là bờm thôi, hay là mình cái bờm búp bê được không nhỉ? Búp bê thế rồi sao Hằng ạ? Còn gì? À, móc chìa khóa hình thỏ để tớ lấy ra nhá. Nhưng mà thôi đi, móc chìa khóa này hơi bé á. Bé gì? Mình cho vào ba lô chả đẹp à? Bạn vừa có cái ba lô á. Để vào đấy. Đây. Mình móc vào đấy. Nhiều quá rồi đấy. Ui, các bạn ơi nhìn nè, ở đây có một, đây là đất sét Nhật các bạn ạ. Ồ, đây nè, đất sét ở trong này chúng ta có thể nặn hình mận thỏ và hình củ cà rốt được luôn. Thế này á, thích bao nhiêu thỏ thì chúng ta cũng nặn được luôn, thích bao nhiêu củ cà rốt chúng ta cũng làm được luôn. Nhưng mà nãy bạn Hà tìm được nhiều củ cà rốt rồi ấy, thế thì tớ sẽ mang cái bạn này về, xong rồi nặn thật là nhiều bạn thỏ nhá, để cho ăn hết cái củ cà rốt mà bạn Hà tìm thấy. Đây tìm thấy một quyển vở nè, ở đây bạn thỏ đang thả bóng bay nữa các bạn ơi. Thế là cũng được khá thỏ đấy. Không biết là bạn Hà đã tìm được nhiều củ cà rốt chưa nhá. Vào đây nhìn nè. Ui, bạn thỏ này. Ố, sao bạn này trắng mốt vậy ta? Thỏ trắng mà thì chả trắng mốt. Đúng rồi, thì mà thế thì phải bị ấy thôi. Thỏ trắng thì mắt phải từ hồng đó các bạn ơi. Thế mà đây là mắt đen, xong rồi cái miệng này, miệng còn tam giác, chứng tỏ là đây là người ta muốn làm cho nhanh ấy. Nếu mà vẽ bị trái tim thì nó sẽ hơi lâu. Ui, nhưng mà thiết kế này cũng lạ mà cũng đẹp mà đúng không? Thì công nhận là bạn đang tìm thỏ thế nên bạn thấy đẹp đúng không? Còn tớ thấy là cái hộp bút của tớ ấy, cái con thỏ vừa thiết kế đẹp thế cơ mà, mặc váy xinh xắn như này cơ mà. Thôi còn cái gì nữa không? Để xem mà còn gấu bông thỏ nữa, mà tìm đứa tớ nữa đi. À, gấu bông hả? Đây, gấu bông đây. Ôi, đây là gấu. Thì bạn nói gấu còn gì nữa? Gấu bông hình thỏ. Thì bạn để người ta nói bạn phải lấy rõ thế chứ. Nhiều chỗ này toàn là hình voi này. Đấy, hay lấy tạm hình voi đi. Ôi, đây là vịt Donald hả? Đúng rồi. Nhưng mà voi liên quan gì đâu. Đây là gì? À, đây là đúng đây rồi, là vẫn là người yêu của vịt Donald là chính ra một cặp á. Hay là bạn lấy một cặp này không? Bạn lấy về đi. Bạn không biết tên à? Tớ quay mất tên rồi. Tên là đi Mini hay gì á? Mini á hả? Có phải không? Tớ cũng không nhớ nữa. Các bạn ơi, các bạn nhớ nhân vật này tên là gì không? Tớ quay mất tên luôn, chỉ quay nhớ mỗi là Donald thôi các bạn ơi. Thôi đi tìm thỏ đi nào. Okay. Bạn đi tìm cà rốt đi, nhanh lên. Ôi, ngủ này, thức dậy nào. Ấy, ôi, lông mi đẹp thế, thôi lại ngủ tiếp đi. Đây là mèo hay sao ấy nhở? Nhìn nè, Hằng ơi. Cái thỏ của tớ, bạn tìm thấy ở đâu á? Tớ nhờ ở đâu hộp bút rồi, chỗ này bán rất là nhiều hộp bút luôn. Thế mà lúc này đi qua đấy không để ý á. Nhưng mà tớ thấy là chỉ có hộp bút thỏ thôi mà lại không có hộp bút nào cà rốt hết đó các bạn ơi. Lúc nãy bạn lấy được một hộp bút cà rốt rồi còn gì nữa. Hay, nhưng mà hộp bút cà rốt đấy đâu đẹp bằng hộp bút thỏ đâu các bạn nhìn này. Cái nào cũng đẹp mà. Cái nào cũng đẹp á, tớ thấy thỏ là vẫn đẹp hơn đấy sao. Nhìn này Hà ơi, tớ đang đứng ở đây chơi cái này buồn cười lắm luôn á. Có thể là nhắm mắt rồi mở mắt ra hả? Đây nữa nè. Tớ xem bên này nào. Ý, bên này lại mắt trắng mắt hồng đấy. Mở mắt ra để bạn đi ngủ này. Nhắm mắt đi ngủ nha, mở hai ba. Mở đi. Trời ơi, bạn làm thô bạo thế. Thì kiểu mình đang ngủ xong mình giật mình tỉnh giấc. Các bạn ơi, vậy là hôm nay chúng mình là lấy được khá đồ thỏ với lại đồ cà rốt rồi đúng không nào? Đúng rồi, các bạn ơi, các bạn đi xem từ đầu đến giờ để các bạn thấy là đồ cà rốt hay đồ thỏ bọn tớ mua được nhiều hơn. Tớ nghĩ là bằng nhau á, tại vì ở đâu có thỏ là ở đấy có cà rốt, mà ở đâu có cà rốt là ở đấy có thỏ luôn mà. Đúng rồi, tại vì bạn thỏ bạn rất thèm cà rốt, thế nên tất cả các đồ đều thiết kế là thỏ gắn lên với cà rốt luôn á. Đúng rồi, nên là thỏ với cà rốt xứng đáng là một cặp, đúng không? Một cặp anh em không thể xa rời, không thể xa rời luôn, mà không thể sống thiếu nhau luôn. Có cà rốt sống thiếu thỏ vẫn được các bạn ơi, thường thường cà rốt đứng một mình ok á. Ha, đúng rồi á. Các bạn ơi, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho Hằng Nheo Official nhá. Còn bây giờ thì bye bye.